Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó có thể các bạn thấy là Thuận làm video sớm hơn thường lệ. Bây giờ chỉ có 2 giờ rưỡi chiều giờ Cali mà thôi. Tại vì gì bạn có đã biết là Thuận vừa có em bé cho nên cũng tạm nghỉ công ty vài tháng để mà ở nhà chơi với em bé cũng như có thể dành thêm thời gian để mà chia sẻ với các bạn. Cho nên các bạn sẽ thấy là có nhiều thông tin chia sẻ hơn trên mạng xã hội và hy vọng là sẽ có nhiều video thường xuyên hơn cho các bạn Và hôm nay đã có rất là nhiều những thông tin nổi bật tôi muốn chia sẻ với các bạn luôn Chúng ta sẽ bắt đầu nói về tình hình tài chính nói chung đi Và chúng ta sẽ bắt đầu nói về cái chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ hôm nay ra sao Thì các bạn nhìn thấy trên màn hình hôm nay là một ngày rất là xanh cho chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ Các bạn nhìn thấy được là chỉ số Dow Jones S&P 500 và Nasdaq cả ba đều tăng và đặc biệt là S&P 500 và Nasdaq đó đã tăng hơn 3% hôm nay chúng ta nhìn thấy được là vàng cũng tiếp tục có một cái sự hồi phục. Bây giờ tiếp tục trên mức là 1.700 đô. thì bây giờ hợp đồng vàng là 1.734. Còn dầu thì sao? Đáng tiếc là những thị trường tăng dầu cũng có cái xu hướng tăng theo. Thì bây giờ dầu lại tăng thêm 3% nữa. Hợp đồng bây giờ là 86 37 đô 37 cent cho một thùng dầu. Chúng ta thực sự là muốn giá dầu giảm nhưng mà bây giờ nó lại tăng cùng với lại những cái mảng khác. Còn về crypto thì sao? Crypto đó cũng tiếp tục có cái sự hồi phục. Chúng ta có thể nhìn thấy được là bitcoin đó, hôm nay à, đã hơn 20 đô lúc làm video này đó là khoảng 20.314 đô và cả thị trường crypto đó đi thằng refresh con gecko đây các bạn thấy thì bây giờ đã cả thị trường crypto ra sao chúng ta lại thấy một lần nữa cả thị trường crypto đã qua khỏi 1.000 tỷ đô la hôm nay đó tổng số vốn hóa của thị trường này là 2,9% dựa theo con gecko à, có sự tăng trưởng và chúng ta có thể nhìn thấy được là BTC như thằng vừa chia sẻ đó đã hơn 20.000 đô Ethereum thì cũng hồi phục nhẹ là một chút à, vẫn ở dưới cái mức thấp so với là trước cái giá của Premerge

XRP cũng tăng phần trăm tương tự nói chung thì phần lớn crypto là màu xanh ngày hôm nay thì có những thông tin gì đặc biệt à, chúng ta có thể thấy được là chỉ số DXY đó ngày hôm nay có giảm hay không thì à, câu trả lời là cũng không phải là giảm lắm chúng ta thấy được là hôm qua chỉ số này là mức là 111 các bạn đã biết đây là một chỉ số đo lường đồng đô la với những cái đồng của những quốc gia khác như đồng yen, đồng bảng Anh và đồng euro thì à, chúng ta thấy được là cái chỉ số này đó sau khi mà đạt cái mức cao gần đây là 114 À, thì không tăng nữa Các bạn thấy được trong vòng mấy ngày qua Thì lại có xu hướng là đi xuống một chút Tuy là vẫn ở mức cao Bây giờ là 110 Nhưng mà vẫn là một cái xu hướng là không tăng nữa hiện tại đó là điều chúng ta muốn thấy tại vì mỗi lần mà DXY tăng mạnh như là đô la tăng mạnh thì dẫn đến là chứng khoán lại màu đỏ và nếu như mà chúng ta vẫn tiếp tục thấy cái sự tương quan giữa crypto và chứng khoán đó thì crypto cũng sẽ đỏ theo cho nên cái các bạn muốn thấy đó là chỉ số này giảm xuống và hiện bây giờ đó hy vọng là chúng ta không thấy tăng nữa nhưng mà rất là khó nói các bạn tại vì DXY tăng hay là giảm nó không chỉ dựa vào riêng quyết định của Hoa Kỳ đâu mà còn là quyết định của những ngân hàng trung mương khác nữa xem coi họ muốn tăng lãi suất như thế nào và tăng bao nhiêu nhưng mà có một cái nhận định đây là nhận định đến từ Dylan Declare ở trên Twitter thì trên màn hình các bạn nó có một cái biểu đồ ở bên trên này đó là giá của BTC và cái dùng mà màu Hồng các bạn thấy trên màn hình đó là cái dùng khoảng chừng là 20 trăm đô tới khoảng chừng là 20 bốn trăm đô Đây là cái dùng mà Hồng các bạn nhìn thấy trên màn hình à, Thì cái nhận định này đó là chúng ta nhìn bên dưới này đây đó là BTC Stablecoin Margin Open Interest Có nghĩa là những cái lệnh mở uh, liên quan đến margin Thì các bạn thấy được là mỗi một lần mà chúng ta nhìn thấy được là giá của BTC đã đi vào có dùng khoảng chừng là 20.100 đô tới 20.300 đô Thì hiện tượng các bạn thấy bên dưới này là gì? Đó chính là cái số lượng lệnh đòn bẩy đó tăng lên Như các bạn nhìn thấy đây là cái đợt tăng 10 tới 13 tây tháng 9 chúng ta được là có một đợt tăng tương tự từ ngày 22 tới ngày khoảng chừng 28 tháng 9 và chúng ta cũng có đợt tăng này ở cuối tháng 9 và tháng 10 hiện bây giờ chúng ta thấy được là lại thêm một đợt tăng nữa có nghĩa là mỗi lần mà giá lên đến mức khoảng chừng là 20.100 đô đó thì lại có cái số lệnh đòn bẩy tăng lên và sau đó đó chúng ta đã thấy được là những cái lần trước đây đó thì giá lại đi ngược trở xuống khoảng chừng là 19.000 thì không biết là đây có phải gì hay là không nhưng mà đây cũng là một cái nhận định mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là cho dù chúng ta thấy là giá cả bây giờ đã tốt một chút nhưng mà các bạn cũng phải nên hiểu được là hiện bây giờ tình hình chung nó cũng chưa có thay đổi gì mấy và bản thân thường thì vẫn tiếp tục chung mình giá đầu tư dài hạn như là nhiều bạn hiện tại và trước Chúng ta hãy nói tới một số những thông tin lớn hồi sáng này đi. Thì đầu tiên hết chúng ta có thông tin liên quan tới việc làm tại Hoa Kỳ. Thì thông tin này là tốt hay là xấu? Thì thật ra đây là thông tin xấu nhưng mà cũng hơi hiểu là thông tin tốt. Rồi chia sẻ với các bạn nó hơi lẫn lộn một chút. Thì đầu tiên hết thông tin là gì? Thông tin là tổng việc làm ở Hoa Kỳ đã giảm hơn 1,1 triệu trong tháng 8. Các vị trí tuyển dụng đạt... 10,05 triệu trong tháng giảm 10% so với lại 11,17 triệu trong tháng 7 à, Thì điều này nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là cái số lượng tuyển dụng của những công ty đó đã giảm xuống khoảng chừng 10% tháng 8 này so với lại tháng 7 tại vì chúng ta bây giờ đã bước vào tháng 10 thì chúng ta thấy đã có thông tin à, của việc làm tháng 8 Lúc nào cũng vậy những cái chỉ số này nó sẽ bị trì hoãn một chút tại vì xong rồi đó thì phải cần thời gian thống kê rồi mới đưa ra tài liệu chính thức cho nên lúc nào chúng ta cũng sẽ thấy là sẽ bị trì hoãn một hai tháng bây giờ tháng 10 chúng ta mới nhận được tài liệu việc làm của tháng 8 thì điều mà chúng ta hiểu đây đó là cái số lượng việc làm nó thật sự đã nguội lại nhưng mà không có nghĩa là phần trăm thất nghiệp tăng lên đây chỉ là những dấu hiệu đầu tiên của một cái thị trường việc làm nguội lại mà thôi để thường chia sẻ thêm với các bạn cái mà chúng ta nên hiểu ở đây đó là mặc dù là cái số lượng việc làm hồi tháng 8 đó đã giảm so với lại tháng 7 Nhưng mà hiện bây giờ đó chúng ta vẫn có khoảng chừng là 4 triệu việc làm Nhiều hơn là cái số người đi tìm việc làm Có nghĩa là hiện bây giờ tuy là cái số lượng công ty mướn người đã giảm xuống Nhưng mà vẫn có nhiều công ty mướn người hơn là người muốn đi làm hiện tại Đây vẫn là một dấu hiệu là thị trường việc làm đó tuy đã nguội lại nhưng mà vẫn là nghiêng về ở bên phía là người kiếm việc làm có lợi thế hơn cũng đồng nghĩa là phần trăm thất nghiệp vẫn sẽ vẫn ở cái mức thấp đó khi mà chúng ta nhận được cái phần trăm thất nghiệp cuối tuần này tôi nghĩ là vẫn là một con số thấp à, tại vì Tuy là ngồi lại nhưng mà cái số lượng người đi kiếm việc làm vẫn ít hơn là số lượng việc làm hiện tại. Thêm vào đó đó, chúng ta cũng có một cái hiện tượng là hầu như là chúng ta có một cái số lượng người gần như là 25% đó à, là nghỉ việc. Không biết họ nghỉ việc để làm việc gì khác thì à, thường không rõ. Nhưng mà chúng ta đang có một cái phong trào là nhiều người à, nghỉ việc. Có thể là họ nghỉ việc để mà à, họ tập trung và phát triển một cái... À, công ty riêng của họ hay gì đó thường không có rõ ở đây nhưng mà chúng ta đang thấy có một hiện tượng đó xảy ra nói chung thì thường những thông tin này đó là những thông tin uh, xấu cho thị trường đương nhiên các bạn thấy được là tổng số việc làm đang giảm cả triệu việc làm trong vòng uh, một tháng thôi từ tháng 7 đến tháng 8 thì uh, nếu như chúng ta tiếp tục thấy cái đà này đó thì khi mà chúng ta bước qua tháng 11 có thông tin tháng 9 rồi tháng 12 có tháng 10 đó thì có thể là cái số lượng việc làm này nó sẽ càng ngày càng cân bằng lại cho đến khi nào mà cái số lượng việc làm nơi mà tuyển dụng đó với lại cái số lượng người cân bằng với nhau rồi sau đó đó cái số lượng việc làm tiếp tục giảm xuống cái số lượng người kiếm việc làm vẫn cao đó thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu thấy phần trăm thất nghiệp tăng lên bây giờ đó thì nếu các bạn đang chờ đợi phần trăm thất nghiệp tăng lên thì chưa đâu các bạn chúng ta phải chờ thêm nữa À, bây giờ hai bên vẫn chưa cân bằng mà khi nào cân bằng rồi à, mới tiếp tục thấy là nếu như mà số lượng làm giảm thì phần trăm thương nghiệp mới tăng lên nhưng mà ít ra đó thì à, đối với lại cái phản ứng thị trường ngày hôm nay thì à, nhiều người cho đây cũng là dấu hiệu thị trường tuyển dụng đã nguội lại và những thị trường nó đang xanh trở lại như các bạn nhìn thấy trên màn hình thì tin xấu bây giờ thành tin tốt tại vì đương nhiên khi mà thị trường tuyển dụng nguội lại mà dẫn đến là phần trăm thất nghiệp tăng lên đó, thì cũng đồng nghĩa là Fed sẽ không thể nào mà cứ tăng lãi suất mạnh được nữa, tại vì Fed có hai điều mà họ quan tâm, hai điều nhất mà thôi, thứ nhất đó chính là phần trăm lạm phát, thứ nhì là phần trăm thất nghiệp. Miễn là phần trăm thất nghiệp tăng lên đó, thì họ sẽ không thể nào mà cứ tăng lãi suất mãi được, tại vì họ cần phải quản lý phần trăm thất nghiệp và cứ tăng lãi suất thì dẫn đến thất nghiệp có thể cao hơn nữa, tại vì siết chặt nền kinh tế, những công ty không phát triển. Họ sẽ phải sa thải nhân viên. Đồng hành cùng chúng ta trong video hôm nay là Coin 98. Với Coin 98, việc mua tiền mã hóa bằng tiền fiat này đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thao tác này đã có thể được thực hiện trên cả Coin 98 Extension và Coin 98 Super App. Chỉ cần truy cập tính năng mua crypto tại trang chủ, bạn có thể dùng thẻ credit debit để mua Bitcoin, Ethereum, Solana và nhiều đồng coin khác một cách nhanh chóng và tiện lợi. Hãy tải Coin 98 và nhập mã giới thiệu trên màn hình, cũng như trải nghiệm tính năng này ngày hôm nay. Rồi chúng ta vừa nói tới uh, việc làm, chúng ta vừa nói tới chỉ số DXY. Còn gì quan trọng ngày hôm nay nữa? Còn rất nhiều các bạn. Uh, chúng ta thấy được là Goldman Sachs uh, thì đưa ra một cái uh, bài nghiên cứu. Thì bài nghiên cứu này nói gì? Uh, các chiến lược gia của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, một ngân hàng rất là lớn tại Hoa Kỳ, uh, thì cho biết là các nhà đầu tư riêng lẻ đó có thể tiếp tục bán cổ phiếu của Mỹ trị giá 100 tỷ USD vào năm 2023 có nghĩa là Goldman Sachs khá là bearish cho năm tới đây họ nghĩ là chúng ta sẽ tiếp tục thấy cái hiện tượng là những nhà đầu tư riêng lẻ đã tiếp tục bán cổ phiếu của mình khi mà thị trường bất ổn khi mà thị trường bất ổn đó người ta bị sa thải hay là cái phần trăm lạm phát không có được quản lý mà chúng ta tiếp tục thấy được là cái lương không tăng đó thì dẫn đến là những người dân họ phải bán cái cổ phiếu trong tay của mình để có thể là sinh sống qua ngày cho nên đó là cái cách nhìn của Goldman Sachs và chúng ta có thể nhìn thấy được là một số những thông tin chi tiết hơn như là trên màn hình đó các bạn thấy được đây là cái biểu đồ được chia sẻ bởi Goldman Sachs thật ra chúng ta có thể nhìn thấy được là từ năm 2020 đó khi mà dịch bệnh bùng nổ tiền được bơm vào trong thị trường ở Hoa Kỳ đó thì đã dẫn đến một cái đợt FOMO rất là lớn các bạn thấy được là rất nhiều người ta đi mua những cổ phiếu và chúng ta thấy được là sau đó khi mà đầu năm tới bây giờ thì một số lượng cổ phiếu lớn đã bị bán đi nhưng mà so với cái mức khởi điểm của dịch bệnh thì vẫn đang ở mức cao và thật ra nhìn vào lịch sử đó thì cái số lượng tài sản lưu trữ trong cổ phiếu của người dân Hoa Kỳ đó vẫn đang ở mức cao tính theo lịch sử từ năm 1990 tới bây giờ thì họ vẫn còn ở mức cao chứ không phải thấp đâu các bạn. Và một điều đáng lưu ý nữa đó là những nhà đầu tư riêng lẻ là cái nguồn tiền lớn à, đẩy thị trường chứng khoán tăng lên kể từ dịch bệnh năm 2020. Đây là theo nhận xét của ngân hàng Goldman Sachs. Và chỉ trong thời gian gần đây thôi đó chúng ta thấy được là những cái công ty đầu tư như thế nào thì những cái hedge fund quỹ đầu tư mạo hiểm họ đã giảm đi cái phần trăm leverage phần trăm đồng bảy của họ rồi có nghĩa là những quỹ đầu tư mạo hiểm họ cũng đã chấp nhận mạo hiểm ít hơn bằng cách là giảm đồng bảy xuống và 65 phần trăm của những cái quỹ đầu tư à, hiện bây giờ đó đã, đã tăng cái phần trăm tiền mặt trong tay của họ lên thì đó là một trong những cái lực bán cả năm nay các bạn thấy được là mỗi lần mà những nhà đầu tư riêng lẻ đó họ lo sợ và họ muốn giữ tiền mặt mà họ đang đầu tư vào những quỹ đầu tư những cái mutual funds đó thì khi mà họ bán thì những quỹ mutual fund đó cũng phải đi bán cổ phiếu trăm quỹ để có tiền mặt cho cái khách hàng đó thì hiện bây giờ 65% của cái quỹ đầu tư đã tăng số lượng tiền mặt lên rồi đây là cái phần trăm tăng trưởng tiền mặt nhanh nhất kể từ năm 2009 có thể thấy được là từ đầu tới bây giờ đó khá là nhiều những người lo sợ muốn giữ tiền mặt và Goldman Sachs nói là chúng ta có thể thấy cái phần bán đến từ những quỹ đầu tư đó còn nhiều hơn cả những nhà đầu tư riêng lẻ những nhà đầu tư riêng lẻ năm 2023 thì dựa theo Goldman Sachs sẽ bán thêm 100 tỷ đô la cổ phiếu nhưng mà những cái quỹ đầu tư mutual fund có thể bán tới 300 tỷ đô la cổ phiếu năm sau thấy được là cái sự à, lạc quan của Goldman Sachs hầu như là không có họ rất là tiêu cực hiện tại cho năm 2023 và câu hỏi kế tiếp đó là nếu như Goldman Sachs nói có cái số lượng lớn như vậy, chỉ tính riêng quỹ mutual fund và nhà đầu tư riêng lẻ thôi đã có 400 tỷ đô la cổ phiếu được bán trong năm tới này thì người bán thì phải người mua rồi thì ai là người mua, thì à, ngược lại Goldman Sachs nghĩ là à, một trong những cái nơi mà mua cổ phiếu đó chính là những công ty, họ sẽ thu mua lại cổ phiếu của họ ở cái mức thấp những công ty đó thường làm như vậy để cho họ có thể uh, thu lại cổ phiếu của mình ở mức thấp để họ có thể bán lại mức cao hơn sau này nếu cần thiết như là một cách gọi vốn à, thêm vào đó nữa đó là những cái quỹ lương hưu những quỹ pension fund đó, thì uh, họ có thể là một trong những nơi mà thu mua nói chung thì uh, như thường đã chia sẻ với các bạn khủng hoảng là thảm họa của người này nhưng mà lại là, là cơ hội của người khác tiền uh, không tự sinh ra hay là không tự biến mất mà tiền sẽ đi từ người này qua người khác đi từ người kém kiên nhẫn qua người kiên nhẫn hơn và có tầm nhìn xa hơn thì chúng ta thấy được đây là cái cách nhìn nhận hơn của mình xác nói chung thì do mình xác nghĩ là năm nay và năm sau đó sẽ là một cái đợt chuyển đổi tài sản rất lớn tại Hoa Kỳ liên quan đến tài sản chứng khoán những nhà đầu tư riêng lẻ sẽ là những nhà đầu tư mà rời khỏi thị trường còn những cái quỹ đầu tư quỹ lương hưu đó thì lại sẽ là những người mà có thể mua lại được cổ phiếu với giá rẻ đó là cái nhìn nhận của Goldman Sachs các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới cái video này đó là nhận định của Google mình Sachs nhưng mà thị trường các bạn thì được là ít ra hai ngày hôm nay đó thì cũng đã đỡ hơn cả tháng 9 là một tháng rất là tơi tả cho thị trường chứng khoán các bạn cũng đã biết rồi hai ngày hôm nay thì cũng có một cái sự hồi phục nhẹ trở lại một cái mối lo ngại cuối tuần nhiều qua đó thì coi như mối lo ngại này đã cũng đã giảm đi lo ngại vẫn có nhưng mà đã giảm đi đó chính là lo ngại liên quan tới uh, ngân hàng Credit Suisse có phải là sẽ phá sản hay là không thì hiện bây giờ ra hầu như là những nhà đầu tư đó ai cũng uh, có một cái cách nhìn đó chính là Credit Suisse thực sự đã có vấn đề nhưng mà vấn đề của họ đã chưa hẳn là lớn như là Lehman Brothers đâu nghĩa là vấn đề của họ là có nhưng mà khả năng là họ sẽ phá sản như là Lehman Brothers là cái ngân hàng phá sản lớn của năm 2008 đó dẫn đến một cái chuỗi hiệu ứng domino à, dẫn đến cung quan tài chính thời điểm đó đó thì à, sẽ không lên bước đó đâu đó chính là cái à, sự nhận định hiện bây giờ và phần lớn mọi người đó thì à, chờ đợi cái ngày là ngày 27 tháng 10 khi mà CEO của Credit Suisse nói là sẽ chia sẻ chiến lược tài chính của công ty rõ ràng hơn khi mà báo cáo cái à, quý ba thu nhập như thế nào thì à, mọi người bây giờ tạm thời nghĩ là như vậy chúng ta tiếp tục theo dõi sự kiện này mà thôi Nói chung, những cái sự lo lắng cực độ trong cuối tuần qua đã giảm xuống một chút rồi, nhưng mà cái sự lo lắng vẫn còn. Và cổ phiếu của Credit Suisse thì cũng đã hồi phục lại được một chút, không phải là nhiều lắm nhưng mà hồi phục được một chút ở mức là 4 đồng 41 đô hiện tại so với lại các bạn thấy được là cách đây 2 ngày giá đã xuống tới cái mức thấp chỉ còn có 3 đồng 73 cent mà thôi, mức thấp nhất kỷ lục. Bây giờ đã hồi phục lại một ít từ mức đó. Và đây là những cái thông tin lớn ảnh hưởng đến thị trường tài chính nói chung. Yo, yo, I'm like an addict. Do I got to have it? I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, got to grab it. Fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. Gotta...